Bây giờ là thời gian dành cho bản tin thị trường của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 25 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá thanh long tại dùng chuyên canh lớn nhất của tỉnh Tiền Giang là quyền chợ gạo đang được các thương lái thu mua với giá cao gấp 3 lần so với giá mua ở các tháng trước. Các dựa thu mua thanh long với giá 24.000 đồng một ký loại 1, 20.000 đồng một ký đối với loại 2, 19.000 đồng một ký với loại 3 và loại 4 có giá 14.000 đồng một ký. Theo nhà vườn trồng thanh long, Giá thanh long hiện nay đạt mức cao vì mùa chính vụ đã sắp hết. Hầu hết các vườn đã sắp hết trái nên nguồn cung thấp hơn cầu. Là dùng chuyên canh thanh long lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, quyền chợ gạo có 6.600 hecta thanh long. Diện tích thanh long đang cho trái là 5.545 hecta, với sản lượng thu hoạch 180.000 tấn một năm. Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa có đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan có phương án ổn định nguồn cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản nhằm bình ổn thị trường sau bão. Cụ thể, đề nghị các địa phương vận động các đơn vị cung ứng rau củ quả tích cực hơn ứng tham gia ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đồng thời, tăng lượng cung ứng các sản phẩm nông sản, rau củ quả cho các tỉnh phía Bắc với chất lượng, giá cả ổn định nhất có phương án để chủ động nguồn hàng cung ứng cho các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ. Bên cạnh đó, cần nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh để chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng quá đầy đủ, để không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, tăng giá đột biến. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long, do ảnh hưởng của triều cường và thời tiết mưa nhiều, nên khoảng một tuần qua, giá nông sản rau củ quả, nhất là các loại rau ăn lá bán tại các chợ có tăng hơn so với trước ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Lượng rau xanh về các chợ hơn một tuần qua giảm từ 20 đến 30% so với ngày thường. Chất lượng rau xanh cũng không bằng mùa nắng do thời tiết mưa nhiều nên rau bị ảnh hưởng dập lá, vàng lá. Giá cả một số mặt hàng rau ăn lá dịp vậy có tăng hơn so với trước, mức tăng từ 5 đến 10.000 đồng một ký tùy loại. Có loại tăng giá gấp đôi so với trước. Rau muống thì lúc trước thì 7 8 ngàn mà giờ nó lên tới 1 kg thì 14 ngàn. Nó như nó lên nó gấp đôi vậy đó. Thì chỉ có rau muống lại giọt lên hơi nhiều một chút thôi. Thì còn cái xanh cái ngọt thì nó cũng ít chứ không nhiều, lên 2 3 ngàn, 1 2 ngàn. vậy. Rồi bầu bí thì lên chỉ có 1 ngàn, 2 ngàn. Lúc trước á, mỗi một ngày nhập vô thì mỗi một thu nhập vô mỗi một hàng thì 10 kg, mười mấy kg. Giờ á, tôi nhập vô 7-8 kg nguồn cung nó không có nhiều em nhập vô ít chút giá cả một số loại ra qua màu nó lên nhiều là rau muống củ qua ngồi rí cần tàu lúc trước thí dụ như những cái món đó rẻ thì nhà cung cấp người ta sẽ cung cấp cho mình 10 kg nhưng bây giờ thí dụ như do chiều cường với lũ á rau nó sẽ bị đỏ lá nó người ta chỉ cung cấp cho mình từ năm ba đến 5 kg rau ăn lá nó tăng nhiều nhưng mà nó không được đẹp giá rau màu nó tăng lên cho nên cũng tác động đến chi tiêu của mình ví dụ hàng ngày một ngày mình đi chợ khoảng trăm rưỡi thì giờ nó gần 200 ngàn không chỉ những loại rau màu tại địa phương giá nhích lên nhiều loại rau củ quả nhập về từ Đà Lạt cũng tăng giá hơn so với trước từ 5 đến 10 phần rau củ này trước đây bình quân một ngày nhập về từ 10 đến 14 tấn rau củ quả Đà Lạt với đủ chủng loại phân phối lại cho các chợ trên địa bàn tỉnh thế nhưng do ảnh hưởng thời tiết mưa bão triều cường nên lượng nông sản nhập về mấy tuần gần đây giảm mạnh, nguồn cung cũng không được đa dạng phong phú chủng loại như trước. Mỗi ngày nó khoảng 13 4 tấn hàng vậy đó. Nhưng mà lúc gày ảnh hưởng mưa bão nên lượng mặt hàng nó cũng hơi ít, nguồn cung nông sản nó cũng giảm giảm bớt 23 20 30%. Cũng gắng cố gắng để đảm bảo được phần nào đó chứ nếu tại vì ảnh hưởng mưa bão quá. Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến khâu sản xuất tác động lên giá cả rau màu, mà việc vận chuyển và bảo quản rau màu cũng khó khăn hơn trước. Do đó, ngành chuyên môn lưu ý nông dân canh tác màu tại các vùng chuyên canh lớn nên chủ động hệ thống bơm tác và thu hoạch sớm những diện tích màu khi đến lứa để hạn chế tình trạng ngập úng, dập lá hay vàng lá, ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận. Là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, nông dân huyện Dũng Liêm chú trọng tận dụng rơm lúa để sản xuất nấm. Từ đầu năm đến nay, huyện Dũng Liêm có trên 480 hộ nông dân tham gia sản xuất nấm rơm với hơn 2.300 hectare rơm. Lượng rơm này chủ yếu được trữ từ vụ hè thu đến nay. Theo nông dân, mỗi công lúa hè thu có thể thu hoạch từ 10 đến 15 cuộn rơm. Nếu sản xuất ngoài trời quy mô lớn, bình quân mỗi cuộn có thể cho năng suất hơn 1 kg nấm rơm. Trong tháng 9, giá nấm rơm ở mức khá cao, từ 55.000 đến 65.000 đồng một ký. Nông dân đạt lợi nhuận khá. Ngoài việc bán nấm rơm, sau khi sản xuất nấm, nông dân còn bán phân rơm với giá trung bình 3.000 đồng một mét phân rơm, góp phần tăng thêm lợi nhuận. Mùa nước nổi, dựa vào lợi thế thiên nhiên có sẵn, người dân miền Tây lại nhộn nhịp với nhiều nghề mưu sinh đặc trưng dựa vào con nước. Tại quyền Châu Thành, tỉnh An Giang, nhiều người dân đã chọn nghề đặt ụ xúc lương đồng để tăng thêm thu nhập. Khi con nước nổi vừa tràn đồng, anh Lê Ngọc Tư ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã tranh thủ đặt ụ để ủ lương Hiện tại, với hơn 50 ụ lương, trung bình mỗi ngày anh đi xúc được từ 3 đến 5 kg lương đồng. Với giá bán từ 80.000 đến 150.000 đồng một ký, trừ hết chi phí, anh Tư thu nhập trên 200.000 đồng mỗi ngày. Không riêng anh Tư, mà nhiều người dân trên địa bàn xã Vĩnh An cũng gắn bó với nghề đặt ụ xúc lương từ nhiều năm nay. Dù không quá giấc giả, nhưng nghề này đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình trong mùa nước nổi. Phần cuối bản tin thị trường hôm nay là thông tin giá vàng và tỷ giá một số ngoại tệ cập nhật lúc 10 giờ sáng nay. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC mua vào ở mức 81 triệu 500 000 đồng một lượng, giá bán ra là 83 triệu 500 000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại hối, đô la Mỹ mua vào 24.350 đồng một đô la Mỹ, bán ra 24.720 đồng một đô la Mỹ. Euro mua vào 26.769 đồng một euro, bán ra 28.238 đồng 1 euro. Đến đây bản tin thị trường của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.